Hello, hello. Em xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay tiếp tục em sẽ làm một video xúc đất lên xe công nông và chia sẻ với mọi người về công việc hôm nay của em nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay lại và em sẽ vừa làm vừa chia sẻ với mọi người. Đó, thì bây giờ quay xuống dưới này đi, xuống dưới này trước đi. Đó, bây giờ hiện tại thì em đang xúc từ trên đỉnh dốc xuống dưới chân dốc. Đó, tất cả cái ta luy này là hôm trước em đã làm rồi và có video cụ thể chi tiết các bác nhá. Đấy, cả hai bên là đều có video về ta luy hết. Đó. Thì cái này thì đúng ra là mình xúc từ dưới lên, nhưng mà bây giờ thì hôm nay thì là cái mặt trời nó nắng quá các bác ạ, nó nắng quá cho nên là mình không 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 muốn làm từ dưới lên vì nó chói mắt. Cái máy của mình, cái cửa sổ trời ở trên trên đỉnh nóc của nó hơi hơi lóa một tí, cho nên là nó hơi bị chói mắt, cho nên là mình làm từ trên trên đỉnh này xuống. Nhưng mà cái đất này là dồn xuống dưới các bác ạ. Đó. Thì ở trên phía trên này ấy, thì mình cứ dồn hết nó về thôi các bác nhá. Dồn hết xuống dưới này xong sau đó là xúc đất lên xe. Với lại mình xúc xúc xuôi như này thì nó cũng dễ hơn đấy. Xúc xuôi như này thì nó đất tiếc là mình dồn về trong lòng này nó cũng nhanh hơn. Đó. Thì ở cái vế bên này này, cái vế bên này thì mình đã san ra, đã thành đường rồi, đã cái đẹp rồi. Nhưng mà nó mỗi cái là ở cái vế bên này là hôm vừa rồi là mình lại chuyển đi làm cái máy khác, cho nên là chưa làm hoàn thiện được thôi. Đó. Chờ một lát để xe nó lên đây các bác nhá. Bởi vì cái xe ấy, nó đi xuôi xuống dốc kia thì xong nó lại bò lên nữa, xong xuống cái đổ hàng xong mới lên được. Nó hơi lâu một chút. Hôm nay thì có mỗi một xe thôi, nhưng mà một xe thì cũng vừa các bác ạ. Nếu mà hai xe thì đúng là không. Tức là mình xe thì gọi là lúc nào nó cũng có, nhưng mà nó không tránh nhau được ấy các bác. Thế là một xe là vừa. Còn một xe nữa, nhưng mà một xe kia thì nó lại ở phía dưới chỗ cái máy lốp 140 kia, nó đang xúc ở dưới kia cơ. Cái máy này thì trên máy bé em phục vụ một em này. Chỗ này thì nó cũng khá là chật hẹp, nó cũng không rộng rãi. Là một con là vừa. Ở dưới chân dốc thì nó lại có một cái đoạn nó bị trũng các bác ạ. Ngày trước là cái đường các bác ấy xả ta luy, các bác ấy tôn lên nên là nó bị trũng, nó không cân, nó gãy. Tiện có đất ở đây thì mình sẽ chuyển luôn xuống đó để cho nó vào luôn, tiện luôn cái đường đó để mình sửa luôn. Máy này thì cái phần cái tháo gầu nhanh như kìa, ở cái ác của nó thì nó hơi bị lỏng một chút nên là cái gầu của mình nó hơi dơ, nhìn nó hơi lủng lẳng thì anh em thông cảm nhá. Nhiều bác cứ thấy máy của em đi làm ấy, cái gầu nó bị dơ mà cứ bảo là như thế cũng làm được. Nói thật chia sẻ với các bác là em thì chỉ là đi lái thuê thôi, bây giờ tự dưng mà nó dơ một tí như thế mà mình báo người ta xong là người ta không sửa được thì mình cũng phải chịu thôi chứ biết làm thế nào được. Chả nhẽ này tự mang đi sửa phải không các bác? Đó, nó phải tiện, nó có một cái dịp nào đấy hoặc mưa gió thì mình mới nghỉ, mình mới thay, mình mới căn được. Còn khó để mà bảo một phát mà làm được luôn lắm, ít có chủ nào như thế lắm. Nếu mà mình mà gặp được ông chủ, anh em nào mà gặp được ông chủ như thế thì anh em cố gắng mà làm cho nó lâu dài. Bởi vì như ông chủ như thế thì ông ấy chăm sóc máy nó rất là kỹ. Thì cái này thì mình sẽ xúc từ trên đầu này xuống để lát nữa khi mà mình lùi xuống ấy thì xe nó đỡ phải lùi các bác nhá. Còn không thì giả dụ mình với quá thì xe nó vẫn cứ lùi xuống thôi. Cào xuống cho nó cân bằng cái mặt bằng các bác nhá. Bác này bác ấy cũng rất là hiểu, bởi vì là đi làm với mình cũng được 2-3 hôm rồi. Khi mà mình cào cào như thế là bác ấy biết là nó hết đất. Nó hết đất thì bác ấy lại lùi xe xuống. Xong bác ấy phanh lại, bác ấy ngồi hút thuốc lào. Đấy, không cần phải tít còi, không cần phải bảo gì cả. Do là cái thế máy của em là nó đang xuôi xuống dốc nên là đứng nó hơi bập bênh một tí, anh em thông cảm nhá. Khi mà mình cua như này mình nhanh nhưng mà cái kết hợp nó không được nhuần nhuyễn, với lại cái gầu của mình nó cũng dơ dơ nữa, nó hơi rung rung. Rất mong anh em thông cảm.
mình có gạch đá gì em. Con máy này thì anh em không biết là theo cảm nhận của anh em thì thấy mình làm như này thì anh em thấy nó có gọi là nhanh không? Mình thấy thì thực ra là làm thì nó nhanh hay chậm thì nó cũng không quan trọng đâu, cơ bản là nó đều đều di chuyển rồi thì là các cái động tác làm nó đều nhau nó là ok rồi. Nhưng còn bây giờ mà muốn được một con máy nó ngon hẳn thì với cái tầm tiền hoặc là tầm đời máy mà nó không bị lỗi thì nó khó lắm. Tiền nhiều thì nó sẽ có máy ngon, nhưng mà tiền vừa vừa thì nó sẽ năm ăn năm thua. Lúc thì có máy ngon nhưng mà lúc thì cái máy nó lại lỗi hết cái nọ cái kia. Cào hết cái ở phía bên này lên cái đống này để lát nữa mình lùi xuống dưới cho mình xúc cho nó dễ. Ở phía trên đỉnh dốc kia cũng có đất các bác nhá. Phía trên đỉnh dốc kia là sau này mình sẽ cho cái xe nó sẽ chở sang cái phía đằng bên kia cơ. Bởi vì là đất thì nó có rất là nhiều chỗ nó thiếu, nó cũng không đủ được. Bây giờ mình sẽ quay lại đây để mình sửa cái này, để mình đứng lên cho nó dễ. Cái này thì mình đứng lên mà nó nghiêng ấy thì mình lấy mặt bằng thứ nhất nó cũng khó, mà cái thứ hai là nó nghiêng thì mình nó đang ở đoạn dốc này thì khó làm lắm, nên là san qua một tí, tranh thủ cái lúc mà xe nó đang đi ấy, thì nó san qua nó một chút đi. Nó dài dài san cho nó dài dài ra, xong rồi đến lúc mà mình chỉ việc tiến xuống thôi, cứ đi xuống là được. Biết máy nó có cái gì nó cứ kêu kêu các bác ạ. Lúc nào mà mình xúc thì mình chỉ có việc đi xuống thôi. Như chỗ này nó cân cân như thế này thì mình sẽ ủi ben được, nhưng mà ủi ben thì nó không đủ được. Cái đầu con đâu nó vẫn thỏ kìa các bác kìa, nhìn thấy nó đang đổ rồi, giờ nâng lên dần đến đó rồi. Em quay để em nghe xem nó kêu ở cái gì các bác nhá. Cửa thì không bị rung, không bị ấy gì cả, sao nó lại kêu. Đó, anh em thấy chưa, mình ấy được một đoạn khá là dài rồi đó. Đứng tầm này là đứng tầm với các bác nhá. Này đứng tầm với này. Xe nó lên một cái là xúc lên cho lên luôn. Nó ở gần quá thì mình khi mà mình quay nó lại mắc cabin, mình lại phải nhấc lên cao này thì đất nó lại hay rơi vào cái cabin nó bụi ấy các bác. Nên là mình nhiều khi cũng rất là hạn chế. Đất khô rồi nó bụi rồi. Cào để trên này xuống dần thế thôi, nó lúc nữa là nó hết rồi mà.
cái máy này mà nó có cái răng to hơn một tí nữa thì nó cũng đẹp đấy. À, cái răng nó mới hơn, nó dài hơn đấy. Răng này nó cũ quá, với lại có hai cái là răng đào đá, còn hai cái là răng đào đất. Chả biết là đi nhặt ở đâu về, không đầu tư lấy một bộ được. Cào này xuống các bác nhé. Cái chân tao ly này thì cũng cào vào sát sát một chút để nó cân đối. Để bác lái xe, bác ấy lại đang xem TikTok rồi. Còn hai gầu nữa là ok. Đó, ok nha các bác nhá. Ít còi để cho bác kia bác đi. Đó, thì mình cũng xin kết thúc luôn cái video ở đây các bác nhá. Video này cũng khá là dài rồi. Đó, mình sẽ làm thêm vài video nữa ở những cái phần dưới kia. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Chúc anh em nhiều sức khỏe, nó có một ngày làm việc hiệu quả. Đấy, anh em nào xem video mà chưa like thì hãy cho mình xin một like. Và nhớ là hãy comment cái ý kiến của các bác ở bên dưới cái video này để đóng góp cũng như là chia sẻ với này em. Đó, đợt tới này thì chắc là em sẽ tìm hiểu về cái bán hàng trên Lazada nữa. Mình sẽ bán về cái kẹp mỡ cũng như là bơm mỡ rồi thì là các ấy thì cho nó đúng với cái ngành nghề của mình. Ok nhá, thôi chào anh em nhá. Đấy, cái này thì mình cứ cào về đó. Cào về là xong. Đó, giờ đi xuống nữa. Ok, thôi chào anh em nhá.